khi tới chương trình này là để tìm tình yêu cho mình, mà em đã tìm được tình yêu đó cho mình. Nó không phải là anh, nó là một người khác. Bạn có một cái vị trí đó trong Trung để mà Trung chọn bạn. Hãy tự cho mình một cơ hội, đừng bỏ qua. Em xin lỗi anh, gửi thêm hoa hồng cho anh. Em có thể ôm anh một cái, ôm chặt không? Anh phải thật sự tìm được một cái người mà thương anh, hiểu anh nhiều thứ, người ta cũng biết lo cho anh, không biết nhìn anh từ xa, không biết nghĩ tới cảm xúc của anh. Xin lỗi.